Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay mình mới vừa kết thúc một buổi tập ngực với lại thầy Phạm Khắc Hy ở phòng Phạm Hy Kim bên quận 7, đường Nguyễn Thị Thập. Thì bữa nay mình bị hành xác, bạn, mình bị hành xác rất là mệt. Đó, mình bị hành xác đến mức mà đến khúc cuối giờ mình không có hít đất nổi, mà hít đất cơ bản có 20 cái mình cũng hít không nổi nữa. Thì phải nói là lần đầu tiên mình bị hành xác như vậy bên mảng thể hình, bên mảng game. Thì rất là cảm ơn thầy Phạm Khắc Hy rất là nhiều. Và cái thời gian này sẽ còn rất là lâu, cho đến tháng 10 này mình sẽ thi giải Muscle Contest năm 2020. Thì mình sẽ quyết tâm hết sức, và đây chỉ là ngày đầu tiên thôi các bạn. Những ngày sau còn phải quyết tâm, còn phải cố gắng nhiều hơn để mà cải thiện được cái thể lực, cái sức bền và cái ý chí của mình. Nó thì sẽ rất là nhiều thầy trò cùng nhau cố gắng, quyết tâm. Các bạn cùng theo dõi những ngày tiếp theo của tập luyện của mình nha. Bye các bạn.